Xin chào các bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh chim cảnh cá cảnh của em. Hôm nay lại dẫn các bác đi câu cá thiên nhiên đây. Chỗ này là cống Ngô Xá các bác ạ, lâu rồi mới quay ở đây. Hôm nay thì cống có mở, kia ông anh lên cá các bác ạ. Đấy, chép các bác nhá. Được lên tivi luôn. Cái chỗ này là gì nhỉ? Là hôm nay cống nó đóng các bác ạ. Câu ở đài ở đây rất là đông vui các bác nhá. Đây ông anh em đây. Đấy, ông anh siêu đỏ ấy. Đấy, cá kìa các bác ạ. Rất là nhiều nước thì hôm nay cũng hơi đục một chút, nó sắp trong rồi. Câu này quá là hợp lý luôn các bác. Hôm nay em vẫn sử dụng cái cây 27 các bác nhá. Câu gần bờ này thì chắc là chắn là nhiều cá con rồi. Nhưng mà câu nó sẽ cảm giác rất thích. Đây là chép con này các bác này, rất là nhiều chép con. Đấy. Các bác ạ. Rất là nhiều. Cá rồi, con ven đây. Đấy, ông anh đã lên cá các bác nhá. Mình ra sau một tí này. Thua con đầu tiên rồi. Đây, xuống mồi đầu tiên các bác nhá. Mồi đầu tiên là sẽ bắt được cá. Là cá to hay là cá bé rồi. Đây rồi. Rồi. Đây rồi. À, bông con đầu tiên rồi. Con đầu tiên bị mất rồi các bác. Về đây gảy cá nhỏ nó có cái hay của nó các bác. Đấy. Đủ vui đấy. Hay lắm anh ơi. Rồi to thế. Thôi xong. Buồn quá, mất rồi. Cá cắn rất mạnh các bác nhưng mà là cá bé không giật được. Mình làm lại. Chưa quen lực với cần này. Thả cái cần con đấy ra để bắt con to hơn. Nó xuống nó bảo nó vừa được đi chơi gọi là đu quay. Rủ anh em đi chơi cùng. Chép. Con đầu tiên là con chép các bác ạ. Chép còi. Hay lắm. Lau bể to. Tuột. Hay cần chưa thành công rồi. Vâng. Cá rô phi to. Đang làm quen với cần hơi cứng. Đang kêu câu. Cần mềm. Cắn rất nhiệt tình các bạn nhưng mà không giật cá. Trời, hay quá nhỉ. Vền. Siêu vền luôn. Ui, lại lên cá tiếp kìa. Cá rất tỏi. Sao, không xuống được phao này. Mất mồi rồi. Đấy thì câu một phút thôi. Bé quá, không ăn được. Em cần nó phải to như cái rộng. To lắm, ôm kín hết người rồi này. Ôm đúng là từ đây qua đầu luôn. Nó ôm thả đúng không ạ? Mình nó phải bằng người chú ấy. Đấy, bằng người đấy. Đây rồi. Cá to chạy rồi. Yes. Rô phi các bác nhá. Ăn bằng mắt chứ. Xong rồi, cửa sổ tâm hồn của cậu đã hỏng rồi. Thôi, lấy cầm cá. Là con to như của anh cái kia vào đây thì thôi rồi đấy. Đánh lệch ổ ra thì nó mới xuống được đáy. Thế câu được cá. Đây lại dính cá con ngay từ đầu rồi đây. Về. Báo cá các bác ơi.
Rô phi đấy, biết ngay cái loại này các bạn ăn khó, cực kỳ khó chịu. Bắt được nó lên đây là gần ngắn thì không tránh được những cái loại này. Chết mày đi. Rô phi các bác ơi. Toàn ăn lưỡi trên rồi. Chết mày. Chạy 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 chạy. Rồi. Tiny Ron. Chạy kinh thật. Phê các bác ơi. Kiểu quả cần uy tín luôn. Đấy, vèn. Ôi thôi xong. Mất con vèn này các bạn. Chết. Sao? Rô phi bay các bạn ơi. Ui ăn căng cả mồm này, sợ thật. Đấy, đánh cần ngắn thì cũng có cái giải trí của nó các bạn. Kỳ tội là không câu được cá lớn này. Cần ngắn nó nhẹ nhàng, thư giãn. Chết. Vèn to phết các bạn. Chỉ góp mấy người vào là anh chung được đứa vèn này. Thật à? Rất nhiều vèn anh ạ. Ủa thì lại thải hết đi thôi. Em lấy làm gì? Nhưng thì to là 4-5 con rồi bố. Vâng, lên mấy chép rồi. Đấy, hồi xưa đấy là không ai câu được mà. Thế mới thách em vào đây câu được con chép chứ. Vào chép với ông ấy ngâm nheo. Đấy. Chết tiếp. Phì các bạn. Bắt đầu có cá rồi. Không phải câu loại con nữa rồi. Cái máy quay của mình nó hết bộ nhớ các bạn. Nên là nãy giờ câu mấy con này hình như nó không quay được. Tiếp tục các bác nhá. Hy vọng là câu lại con cá như vừa nãy để cho các bác xem độ phê của cái cần. Chết rồ các bác ạ. Rô 7 màu. Đấy, cá ăn liên tục các bác nhá. Rô phi liên tục. Đúng một vòng tròn quanh người luôn. Toàn rô 7 màu thôi. Cái loại này thế mà về thả chậu nước có thành màu trắng anh ạ. Ờ, biến mất màu rồi. Được một lúc. Ôi, nó tự nhảy vào. Tí lúc về mà bong con cá to nó mới cay về ăn cỗ không ngon. Đầu cứ nghĩ con cá hồi nãy. Vào các bác con rô phi này. Cái loại bé thế này nó ăn nên là giật nó hơi khó dính. Mồm nó còn khó nuốt được cái lưỡi này luôn này. Cái lưỡi rất là bé coi nhá. Mồm nó còn không vào được. Giếc giếc các bác ơi. Tuyệt vời. Đây ông anh từ sáng đến giờ vì con này nó hành nó đến tới bến này. Cũng câu được các bác. Đây con cua nó nằm ổ. Thả nó đi các bác. Cho nó xuống ổ em nó hành nó. Chết. Rô phi các bác. Đấy, mình chuyên gảy những cái loại này. Đây rồi, đây rồi, chạy đi. Ê sợ, sắp đôi. Hai em. Rồi em Rô phi. Phi anh ạ. À. Ôi, nó nuốt thế này thì gỡ được cái gì. Có gỡ rồi anh ạ. Con này nuốt chừng vào bụng vượt. Em cũng xin phép được kết thúc buổi câu đi về các bác nhá. Tại vì mất thẻo rồi, cũng ngại nữa, bây giờ cũng trưa rồi, bây giờ đi về các bạn. Hôm nay câu cần 2m7 nên là không tránh được cái hiện tượng là nhiều cá con. Giờ mình sẽ kéo cá các bác xem nhá. Câu 2m7 này được cái nó cảm giác nó thích chứ các bạn. Chứ còn xác định câu 2m7 không có cá to mấy đâu. Đây. Nhiều, số lượng thì rất là nhiều nhưng mà cá bé. Đây, chỗ này phải đôi chục con chứ không ít đâu các bạn. Bị một đoạn dài là hết bộ nhớ nên là không quay được phim.
Đấy, được con rô phi cũng khá to so với cái cần này, giật thì nó phê các bác. Rồi em xin thả hết cá đi các bác nhá. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. À, mồi câu của em thì đã có trên Shopee các bác nhá. Em sẽ để link Shopee ở dưới phần mô tả các bác ạ. Các bác muốn mua mồi để trải nghiệm thì có thể vào Shopee để đặt các bác ạ. Rồi, xin chào các bác nhá.